Xin chào quý vị và các bạn. Ở video này, Hùng Huyền Đông Anh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ âm thanh nghe nhạc và hát karaoke gia đình rất hay. Điều đặc biệt ở bộ karaoke này là phối ghép rất đơn giản, nhưng chất lượng âm thanh cũng như độ bền của bộ âm thanh này rất ổn định. Vâng, trước ống kính máy quay là bộ âm thanh mà Hùng Huyền Đông Anh đang muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Một cặp loa Bose 301 Series 2. 301 Series 2 là model có mức giá bình dân nhưng chất lượng âm thanh cũng như mẫu mã của model này rất đẹp. 301 Series 2 Hùng Huyền Đông Anh đang phối ghép với một chiếc âm ly cũng rất nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là âm ly Jaguar 203A. Mặc dù model 203A này được sản xuất từ những năm 90 nhưng những chiếc âm ly 203A khi về đến Việt Nam vẫn hoạt động tốt và cho chất lượng rất là ok. Nghe nhạc hay, hát hay và đặc biệt là echo của model này cũng rất mềm dẻo, rất thích hợp để anh em hát karaoke gia đình. Và phối ghép trong bộ âm thanh này là một cục loa súp của Mỹ JBL E150. Vâng, đây là E150 các bác nhé. Súp JBL bass 25 định hướng. Vâng, bát loa hướng về phía trước. Chiếc loa súp này cho tiếng bát rất sâu, rất mềm và đặc biệt là rất phù hợp khi các bác ghép cùng với những model loa Bose 301. Và đây cụ thể là 301 Series 2. Và một sản phẩm không thể thiếu trong bộ karaoke đó là mic không dây. Ở đây Hùng Huyền Đông Anh đang ghép bộ mic không dây có phân khúc rẻ tiền. Bộ mic này đang có giá tại Hùng Huyền Đông Anh là 1.800.000 đồng. Và chọn bộ âm thanh như quý vị và các bạn đang nhìn thấy trước ống kính máy quay đây, chọn bộ 4 sản phẩm đang có giá là 24.800.000 đồng. Vâng, 24.800.000 đồng. Cụ thể tôi sẽ báo giá cụ thể để các bác tham khảo. Các bác thấy hợp lý thì ủng hộ Hùng Huyền Đông Anh. Cặp loa Bose 301 Series 2 9 triệu. Chiếc loa súp JBL E150 9 triệu. Và chiếc âm ly Jaguar 203A của Hàn Quốc 5 triệu. Và bộ mic cuối cùng là bộ mic 1.800.000 đồng. Vâng, chọn bộ sản phẩm như tôi tính là 24.800.000 đồng. Nếu như các bác đang cần tìm một bộ âm thanh để nghe nhạc hoặc để hát karaoke gia đình trong những căn phòng có diện tích tầm 35 mét, 30-35 mét trở lại thì hãy tham khảo bộ âm thanh này. Và chắc chắn bộ âm thanh này sẽ làm quý vị và các bạn rất hài lòng. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984-285-477. Bây giờ tôi xin mời quý vị và các bạn thưởng thức âm thanh của bộ âm thanh mà Hùng Huyền Đông Anh đang giới thiệu các bác nhé. Vâng, mời các bác nghe nhạc. Tiếng súp rất hòa quyện. Tôi nói sinh ra nhằm chứng kiến mới quen nhau mà nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đắm chiều đêm ngập ngủ thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã chay tâm hồn mình rồi. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời vì khi nhìn xuống vẫn
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Mọi nhu cầu về thiết bị âm thanh từ bình dân đến cao cấp, xin mời liên hệ qua số điện thoại 0984285477. Hùng Huyền Đông Anh xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo.